Hello, xin các bạn, mình là Best Việt thì mình sẽ làm clip này ngắn thôi để mình có thể up nhanh lên trên YouTube luôn. Đó là hôm nay mình vừa khi mình đang ngủ thì có một phụ huynh của một bạn gọi và nói là mình lừa đảo. Thì cái chuyện nó như thế này, đó là có một bạn này á, bạn comment ở trên cái kênh YouTube của mình là hình như là không biết comment về cái ý nghĩa gì, nhưng mà có một bạn mà vô bạn trả lời comment đó và bạn nói là inbox mình là giống như là sao là nhân viên mình biết việc. Thì khi hai mà tại sao mình lại tìm bạn, nói là trong cái clip mà anh gì Sờ Linh, anh nhập Sờ Linh Kuliha về gì đó thì mình vô mình tìm mà lại không thấy câu trả lời, cũng như là cái chỉ thấy cái comment của cái bạn hỏi mua thôi, còn cái comment mà của cái bạn mà lừa đảo thì mình lại không thấy, không biết bạn nó xóa hay là nó sao nữa. Thì mẹ bạn nó gọi và chửi mình rất là nhiều, sau đó mình mới hỏi là cô đã chuyển tiền, bạn là chuyển tiền nha các bạn, chuyển tiền cho mình nó bằng cái số tài khoản như thế nào. Thì mình chỉ có xài hai cái tài khoản thôi, một cái Aribank và một cái Đông Á. Thì bạn này kêu là chuyển qua cái Vietcombank nha, chỉ có một cái Vietcombank tên gì đó. Thì mình nói là thua chịu, tại vì bây giờ con không còn một cái chi nhánh nào hết, cũng không còn một cái bạn cộng tác viên nữa hết, chỉ có một mình con bán thôi. Vậy cho như là tất cả những gì các bạn mua thì có một mình bán thôi, và mình cũng không có ship tỉnh nha các bạn, nên nhớ nếu mà có ship tỉnh đó, thì có một cái là tài khoản của mình tên, một cái tên là Lê Thanh Thủy, một cái tên là Lê Phước Tùng nha, chỉ có hai cái đó thôi. Và các bạn hãy nên nhớ là các bạn liên hệ trực tiếp với mình bằng số điện thoại 0948 438 93, hoặc có link Facebook và link shop của mình có để ở phần miêu tả đó. Các bạn có thể click vô rất là đơn giản, còn không thì các bạn hãy đợi mình trả lời của mình nha, chứ các bạn đừng có bây giờ mình không còn có bất kỳ một cái gọi là nhân viên hay là chi nhánh nào hết. Có bạn qua bạn Quân ở ngoài Hà Nội, nhưng mà bạn giờ bạn vô học rồi, cho nên bạn tạm thời là bạn nghỉ bán một thời gian, khi nào bán mình sẽ thông báo lại sau. Cho nên khá là nhiều bạn luôn có thấy người ta vô kêu trả lời của mình, kêu mình là nhân viên bên Best Việt, rồi các bạn cũng tin, rồi các bạn chuyển khoản, sao các bạn dễ vậy. Các bạn mình cũng có nói tên, rồi cũng có nói số điện thoại, rồi cũng có nói các bạn là link Facebook mình ở dưới đó đó, cho nên các bạn cũng cẩn thận nha, tại vì bây giờ có khá là nhiều người á, người ta lạm dụng cái chuyện mà uy tín của người này người kia rồi người ta lừa đảo. Nhưng mà bạn đó ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh này nè, và bắt người ta phải chuyển khoản, thì bạn này đã chuyển khoản hình như số tiền lên tới 2 triệu. Còn cái con nhện gì mà bờ Red and Blue là biết con gì luôn, mình thề. Nhưng mà bạn đó cũng tin và chuyển khoản hình như hơn 2 triệu bạc mua mấy con thì phải, Red and Blue. Các bạn thử tra ra con gì, chứ sáng giờ là mình cũng ngáo ngơ luôn. Và mình cũng đưa cho cô đó địa chỉ 530 Tô Ngọc Vân bên mình để qua và chứng thực lại, tại vì thật sự á cô đó nói là bây giờ phải sẽ mời công an, tại vì trên 2 triệu á là nó sẽ có một cái rồi sao ta có thể xử lý được rồi. Thì mình nói là cô cứ qua địa chỉ 530 Tô Ngọc Vân, mình cũng gửi cái vị trí của mình qua và cứ kêu cô cứ qua đây, tại vì mình không có làm, mình cũng không có sợ, tại vì bây giờ cái kênh YouTube của mình á, khi mình trả lời các bạn nó sẽ hiện là Best Việt, đúng không? Best Việt trả lời cái gì đó cho bạn, chứ còn cái này là một bạn ở đó rất là lạ. Rồi bạn này có lưu lại cái tên đó thì cứ qua đây, tại vì nếu như tài khoản Google á thì nó sẽ tra ra rất là nhiều, tại vì một cái tài khoản Google đúng không, nó sẽ tra ra được, mình có thể làm thêm được những mấy cái kênh kênh lẻ, gọi là giống như là một một con cái mà là thêm nhiều 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 con nhỏ nữa, thì nó sẽ tạo ra được cái kênh để mình trả lời. Thì cái này có thể mình có xài một cái Gmail thôi, một tài khoản Google thôi, cho nên mình cũng không có sợ cho lắm, và cũng như là mình cũng không có lừa. Còn cái bạn kia là ai thì mình cũng chẳng biết nữa, và cái tài khoản ngân hàng kia thì thật sự là quá lạ đối với mình luôn, cho nên các bạn cũng cẩn thận trong việc comment và có người lạ vô trả lời. Ví dụ các bạn có thể hỏi nha, hỏi han nhau thì không nói, nhưng mà cái chuyện mà mua bán mà nói là chi nhánh hoặc là nhân viên bên mình thì không có đâu nha. Hiện tại bây giờ shop mình chỉ còn đúng một mình là bán thôi, là mình là chủ và cũng là bán và cũng là ship hàng cho các bạn luôn, chỉ còn một mình thôi nha. Ok, xin chào các bạn, chúc các bạn một ngày thật là tốt và cẩn thận nha các bạn, nếu không lại mất công là mất tiền oan, mà giờ lại là đau đầu cho người khác, giờ sáng giờ là nhức đầu luôn.